Hôm nay nhà Diệu làm thịt gam và nước sốt chan lên bánh mì, ăn kèm với pate hôm trước mà Diệu làm đó. Mẹ Diệu có bán bánh mì á và chỉ cái công thức sốt này để mà Diệu làm, đảm bảo á, nước sốt chan lên bánh mì á, ngon lắm luôn. Bạn nào mà không lưu công thức lại á, là hối hận nha. Nếu thích á, thì mời các bạn cùng vào bếp với Diệu. Thịt ba gọi này á, khoảng 400 g ốp với 1/2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, một ít bột ngọt, 2 tép tỏi băm nhỏ, một xíu tiêu và cho một ít màu hạt điều vào. Nếu mà không có cái màu này á thì các bạn á ốp một ít màu gạch tôm ha. Cái màu hạt điều này á người ta xay từ cái hạt mà màu điều á nha các bạn, cho nên là mình ốp nhiều không có sao. Còn nếu mà dùng cái màu gạch tôm á thì các bạn chỉ cần ốp một ít thôi á là nó lên màu rồi. Một lát á Diệu ốp không có đủ màu cũng cho thêm một ít màu gạch tôm nữa để cho nó có cái màu đỏ đẹp hơn á. Nếu mà các bạn có cái muối gia vị hôm trước mà Diệu chọn á thì ốp vào 1/2 muỗng cà phê muối gia vị vào đây nha. Còn không có á, thì các bạn cho một ít ngũ vị hương vào và ốp ít nhất á, là 30 phút để cho cái gia vị này thấm vào trong thịt. Bắc chảo lên bếp á, mình cho dầu vào và cho cái thịt này chiên sơ để cho nó được vàng đều á. Thêm nước vào xăm sắp mặt thịt, cho thêm một ít màu gạch tôm, đậy nắp lại, mỗi 10 phút á, thì mình sẽ dở nắp ra một lần và chở mặt thịt để cho nó thấm đều cái gia vị. Diệu khìa có một cục thịt à, cho nên là không có cho nước nhiều sợ nó lạc đó. Mình chịu khó là mỗi 10 phút á, là chở mặt thịt để cho nó đều gia vị. Diệu nêm thêm á, nửa muỗng canh đường và một ít muối vào đây. Các bạn nêm nếm theo khẩu vị gia đình của mình cho nó mặn mặn ngọt ngọt để mà mình ăn kèm với bánh mì nó sẽ ngon hơn. Nấu khoảng 40 phút á, cho thịt nó thật mềm. Nếu mà trong lúc nấu cạn nước thì các bạn cho thêm một ít nước vào. Nấu sao mà cho lúc khi mà mình vớt ra nó vẫn còn nước, không có bị quá cạn. Làm nước sốt chan bánh mì á, thì Diệu có một trái cà chua bỏ hạt, thái hạt lựu. Hành lá thì Diệu có vài cây đầu hành và lấy cái phần đầu á, mình cắt nhỏ. 5 tép tỏi đập dập, bỏ vỏ và băm nhuyễn. Bắc chảo lên bếp á, cho dầu vào. Dầu nóng á, thì mình sẽ thêm hành tỏi phi cho hành tỏi này nó thật thơm và vàng á, thì mình mới cho cà chua vào xào. Cà chua á, các bạn phải xào cho nó thật nát rồi mới cho nước vào nha. Cho hết phần nước sốt thịt gam lúc nãy vào. Lúc này á Diệu sẽ nêm vào á, 1 muỗng rưỡi canh đường và một ít muối, 1/3 muỗng cà phê bột nêm gà và một muỗng canh nước tương. Nếu có ăn bột ngọt á, thì các bạn nêm thêm bột ngọt vào đây nha. Còn Diệu á, thì không có cho vào. Các bạn nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình. Và nhớ là đừng có nêm mặn quá để mà mình chan vào trong bánh mì á, nó sẽ không có bị quá mặn á. Cuối cùng pha một muỗng canh bột khoai tây á, với nước rồi mình cho vào từ từ để cái nước sốt này nó sánh lại. Các bạn xài bột khoai tây á, thì nước sốt mình để lâu á, nó vẫn sánh ha, không có bị lại nước. Còn bột bắp á, thì mình để một chút nó không có còn sánh nữa. Nước sốt của mình á, sánh như vậy là được rồi ha. Diệu cho thêm mấy cọng ngò gí cắt khúc vào là mình tắt lửa, không có cần nấu lâu quá đâu. Tại vì ngò gí á, mình ăn sống được mà. Chuẩn bị ăn á, thì mình cắt thịt gan ốp đơn giản nhưng mà nó rất là thơm đậm đà, ăn không á, cũng ngon nữa. Dăm bông này á, là Diệu tự làm luôn. Nếu mà có thời gian á, Diệu sẽ chia sẻ cách làm sao. Và mình cũng cắt mỏng ra. Chả lụa cắt mỏng. Có thêm chà bông, dưa chua, dưa leo, ngò gí, ớt đầy đủ. Diệu thì thích ăn cái ổ bánh mì truyền thống không có bơ, cho nên là không có làm bơ. Bạn nào mà thích ăn bơ thì cho thêm vào nha. Cây dao lục quá, cắt không có chuyên nghiệp gì hết trơn. Rồi bạn nào ăn pate nhiều thì cho nhiều nha. Bạn nào ăn ít thì mình cho ít lại. Xa quê mà được một ổ bánh mì đầy đủ như vậy sướng còn gì bằng. Lần nào làm bánh mì á, chồng của Diệu cũng xin thêm vài ổ để cho bạn của ánh ăn thử nữa. Chồng Diệu kén ăn lắm á, nhưng mà bánh mì á là không có chê. Nhìn ổ bánh mì chất lượng ghê luôn nè. Tới cái khúc này á là chảy hết nước miếng rồi. Chan thêm miếng nước tương nữa. Mời các bạn cùng ăn với mình nè. Bánh mì quá chừng nhăn luôn. Ăn một ổ á là no tới chiều. Và video của Diệu đến đây là kết thúc rồi. Nhớ bấm đăng ký kênh để Diệu có thêm nhiều động lực chia sẻ những món ăn ngon nhiều hơn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới.